Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Bảo Thắng phấn đấu giới thiệu và tạo việc làm mới cho gần 2.000 lao động. Theo giả soát, mỗi năm huyện Bảo Thắng có khoảng 1.200 người bước vào độ tuổi lao động. Lực lượng lao động trẻ là lợi thế, nhưng cũng tạo ra sức ép giải quyết việc làm. Để hỗ trợ người lao động tiếp cận với các công ty, doanh nghiệp cần tuyển dụng, huyện Bảo Thắng chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, trong đó điểm nhấn là tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm hướng đến lao động trẻ, học sinh lớp 9 và khối trung học phổ thông, cung cấp cho người lao động thông tin và cơ hội việc trong và ngoài nước. Hướng tới mục tiêu đến năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng, thu nhập bình quân đạt 86 triệu đồng một người một năm bảo thắng tiếp tục triển khai có hiệu quả ba chương trình mục tiêu quốc gia trong đó chú trọng nội dung về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động